đang nhạt miệng xuống bếp tìm cái gì đó nhai nhai. Thấy nhỏ em đang đứng xin xăm, ôi lộn, làm xà lách hả? Ai biết gì đâu, tự nhiên đứng lắc lắc nhưng mà cho xin miếng nha. Chua cay đậm đà ngon dữ vậy ta. Ủa cái này lắc bằng muối hảo hảo bao bì mới thôi mà ngon dữ vậy. Cho thêm xíu đường nữa, công nhận chai này nhỏ mà có vỏ ghê. Sẵn có chai muối đây, tự nhiên thèm cái vị hảo hảo tôm chua cay. Nên cho mượn chai muối đi nấu một nồi bún thái chua cay hảo hảo nha. Chứ bình thường hay thấy nhỏ em mang theo chai muối này đi học lấy ra chấm trái cây hay là bánh chén gì cũng dính. Nhỏ gọn tiện lợi mà dễ mang đi ha. Nhưng mà với mình thì cái hương vị nước dùng hảo hảo tôm chua cay vẫn là bất bại nha. Nêm nếm xíu nước trong veo nhưng vẫn đậm đà. Ta nói trời mưa đang nhạt miệng mà ngồi ăn nguyên nồi lẩu chua cay là đúng bài luôn. Quan trọng nhất là phải nhanh gọn lẹ để làm nhẹ trước miếng ba chỉ bò nhúng lẩu. Ta nói cái miếng bò thơm mềm mà thấm cái vị nước lẩu chua cay ăn cuốn thì chứ. Tức là phải bỏ thêm nhiều tôm nhiều mực, cái nước nó thơm hơn hẳn nha. Gì chứ nấu ăn ở nhà vẫn là chất lượng nhất, cộng thêm cái vị chua cay tuổi thơ của mì hảo hảo. Giờ chỉ gói gọn cho một hũ muối quá là hợp lý luôn. Sẵn tiện làm thêm chén nước chấm bằng muối hảo hảo tôm chua cay này nữa. Chấm con tôm chắc thịt này cái vị nó vừa chua vừa cay thơm hơn hẳn nha. Mà nói chứ giờ không ăn bún nữa, mình chuyển qua ăn mì được không? Ăn cái nào cũng ngon nhưng mà chủ yếu đẩy thêm tô nữa cho nó nào. Rồi giờ cái nước lẩu mới là đậm đà ngon nhất nè. Bao nhiêu là tinh hoa hội tụ. Mà công nhận cái muối này chấm hải sản ngon thiệt nha. Phải chấm thiệt nhiều rồi ăn lần hai con vậy nó mới đỡ nhạt miệng nè.